thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bài học ngày hôm nay cùng với chị. Và theo như cái hệ thống kiến thức ở đây, chị có nói rằng trong mỗi phần văn bản thì chúng ta sẽ học những cái lượng kiến thức này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về phần 1 La Mã, tìm hiểu chung. Một nhỏ, tác giả. Được không ạ? Một nhỏ, tác giả. Các bạn ơi, chúng ta có tác giả của bài thơ Sóng. Đó chính là nhà thơ Xuân Quỳnh. Một người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Đúng không? Nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng nói rằng là nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc mà. Được không ạ? Và trong em nếu sẽ chẳng còn anh nếu ngày mai em không làm thơ nữa mà. Đúng không ạ? Vậy nên là chúng ta có thể thấy rằng là quả thực là nhà thơ Xuân Quỳnh là một người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Thế thì chị không biết là ở đây thì các bạn, các em đã có những cái thông tin gì, các bạn đã nắm được những thông tin gì về nhà thơ Xuân Quỳnh rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị cũng xin phép được cung cấp cho các bạn lại một lần nữa những cái thông tin của nhà thơ Xuân Quỳnh như sau chúng mình nhá. Trước tiên, nếu như các bạn muốn tìm hiểu đầy đủ thông tin về nhà thơ Xuân Quỳnh thì các em có thể chủ động tìm đọc cuốn sách của tác giả Đông Mai. Đó chính là Xuân Quỳnh một nửa cuộc đời tôi. Ok chưa ạ? Thứ nhất chúng ta sẽ có này, tìm cái cuốn sách đó để đọc nhé. Xuân Quỳnh một nửa cuộc đời tôi của chị gái Xuân Quỳnh là tác giả Đông Mai. Chúng ta sẽ có Xuân Quỳnh. Tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Được không ạ? Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Được chưa nào? Tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Quê ở La Khê, Hà Đông, Hà Tây, nay thuộc về Hà Nội. Quê ở La Khê, Hà Đông, Hà Tây, nay thuộc về Hà Nội. Được không ạ? Đúng rồi, chính xác, chính là vợ của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đấy ạ. Rất chính xác rồi. Các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là bản thân nhà thơ Xuân Quỳnh á, thì cũng không có trải qua một cái tuổi thơ tươi đẹp. Bởi vì là sao ạ? Chúng ta thấy rằng là nói về gia đình của Xuân Quỳnh đi, thì mẹ mất sớm. Ở khi mà sinh Xuân Quỳnh xong thì mẹ Xuân Quỳnh rất là yếu. Và thậm chí là các bạn có biết không? Tức là ở cái giai đoạn đấy theo lời kể của Đông Mai á, thì mẹ của Xuân Quỳnh còn phải tách riêng ra với Xuân Quỳnh cơ. Tức là mẹ ở trong một cái ngôi nhà nhỏ khác. Bởi vì là mẹ bị bệnh, không thể đủ sức để chăm sóc cho Xuân Quỳnh từ khi Xuân Quỳnh còn rất là nhỏ. Được không ạ? Thế nên thành ra các bạn có thể thấy rằng là bởi vì mẹ mất sớm, sau đó thì bố Xuân Quỳnh lại lấy một người vợ khác. Được không ạ? Lấy một người vợ khác. Sau đó có con riêng. Có con riêng. Và chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Thế nên thành ra là tuổi thơ của Xuân Quỳnh là gắn liền với bà nội. Được không ạ? Tuổi thơ gắn liền với bà nội. Và chị gái là Đông Mai. Các em có tò mò về tên của Xuân Quỳnh không? Tên của Xuân Quỳnh đó là gì ạ? Tên của Xuân Quỳnh là do bố đặt. Xuân Quỳnh có nghĩa là hoa quỳnh nở vào mùa xuân thì rất đẹp và thơm. Còn Đông Mai là hoa mai nở vào mùa đông thì sẽ rất là đẹp và rất là quý. Đó, được không ạ? Xuân Quỳnh là hoa quỳnh nở vào mùa xuân. Còn Đông Mai là hoa mai nở vào mùa đông. Còn sau này á, con chung của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ á, thì tên là Quỳnh Thơ. Đó, tên là Quỳnh Thơ có nghĩa là thơ của Quỳnh. Đấy, thì các bạn sẽ hiểu thêm về cái cách đặt tên như vậy nhá. Được chưa nào? Tại vì sao mà chị lại
Gì ạ? Tại vì sao mà chị lại chia sẻ với các bạn cả về tuổi thơ, cả về gia đình của Xuân Quỳnh hay quê hương của Xuân Quỳnh? Bởi vì chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng là những cái thông tin này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng vào cái phần khi các bạn phân tích và bình luận bài thơ này. Bởi vì sao? À, cái chúng ta thấy rằng là bản thân nhà thơ Xuân Quỳnh bởi vì có một cái tuổi thơ không được sống trong đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, thế nên thành ra sau này trong những cái tác phẩm thơ của chị, chúng ta lúc nào cũng thấy đó là một cái niềm khắc khoải yêu thương, đúng không ạ? Thế bây giờ ví dụ như trong cái phần phân tích của các bạn mà các bạn dùng được những cái câu để chúng ta trình bày về những cái hiểu biết thực sự của chúng ta thay vì chém gió, đúng không? Ví dụ như chúng ta nói rằng là gì ạ? Khi tìm hiểu về cuộc đời của Xuân Quỳnh, tôi đã vô cùng ấn tượng khi biết được rằng tuổi thơ của mình thì Xuân Quỳnh đã phải trải qua rất nhiều những gọi là gì ạ? Rất nhiều những cái nỗi đau. Đó là khi mẹ mất sớm, sau đó bố lại kết hôn với một người phụ nữ khác, có những người con riêng và chuyển vào Sài Gòn. Một tuổi thơ với đầy những thiếu thốn, hạnh phúc, tình yêu như thế. Nên sau này, trong tất cả những gì Quỳnh viết, đều là những cái khao khát bình yên, đều là gì đó. Thì có phải là thay vì cái việc là các bạn tự chém gió, đúng không? Đúng đi, đúng chị nói như thế là tự các bạn chém gió đi. Thì bây giờ các bạn đang viết những cái có căn cứ. Thế thì tại sao các bạn lại không chịu ghi nhớ, mà trong khi bây giờ các bạn lại nói với chị rằng là em chỉ nên ghi nhớ cái này thôi, em chỉ nên ghi nhớ cái kia thôi, đúng không ạ? Chị nghĩ là đó là sự lựa chọn của từng người, và đương nhiên sự lựa chọn đó cũng sẽ quyết định tới việc kết quả của từng người ra sao. Được chưa ạ? Đúng, chính xác. Cuộc đời, quê hương của tác giả, chúng ta sẽ lý giải được vì sao tác giả đó lại viết một tác phẩm như vậy. Cực kỳ chính xác ạ. Đó là lý luận văn học, chứ không là cái gì xa vời với các em cả. Được chưa nào? Đúng đấy, chị cảm ơn Diệu Minh rất nhiều. Chính xác đấy ạ. Nhá. Thế nên là các bạn có thể lựa chọn ghi nhớ hoặc không ghi nhớ, không sao hết nhá. Ok chưa? Đấy là yếu tố gia đình. Các em có biết không, nếu như nói về Xuân Quỳnh nhá, thì chúng ta sẽ phải thấy rằng là Xuân Quỳnh có phải ngay lập tức đã cầm bút và viết thơ không? Không nha, không nha. Được không ạ? Mà ngay từ khi còn nhỏ ấy, thì Xuân Quỳnh đã bộc lộ cái năng khiếu và đam mê với môn nghệ thuật múa. Được không ạ? Bộc lộ năng khiếu với môn nghệ thuật múa. Được chưa nào? Và chúng ta có thể thấy rằng là Xuân Quỳnh còn gì ạ? Còn được tuyển chọn vào Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương cơ. Được chưa nào? À, sau đợt tuyển chọn khắt khe thì Xuân Quỳnh đã trúng tuyển vào Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương. Được không ạ? Trúng tuyển vào Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương. Ok chưa nào? Và các bạn ơi, các bạn cụ thể là vào tháng 2 năm 1955 thì Xuân Quỳnh đã được tuyển vào Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương, được không ạ? Và được đào tạo để trở thành một diễn viên múa. Trong sự nghiệp múa của mình á, thì đã rất nhiều lần Xuân Quỳnh được đi biểu diễn ở nước ngoài và được dự Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới vào năm 1962 tại Áo. Rất là vinh dự đúng không ạ? Cực kỳ vinh dự đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn ơi, sau này á, thì Xuân Quỳnh có thổ lộ rằng là có vẻ như là ánh đèn sân khấu không có đủ sức hấp dẫn để kéo chị ở lại, kéo bà ở lại. Mà cái sự nghiệp cầm bút làm báo và viết thơ nó có sức hút hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà giai đoạn từ năm 1963 cho đến năm 1964 thì Xuân Quỳnh đã chính thức chuyển sang, đó là gì ạ? Chuyển sang viết báo và làm thơ. Được chưa nào? Và đó chính là cái bước ngoặt để chúng ta thấy được là Xuân Quỳnh đã chính thức trở thành một nhà thơ, trở thành một nhà báo. Và chúng ta thấy được là gì ạ? Có lẽ đây là một cái duyên
Để rồi sau này Xuân Quỳnh phải tự thốt lên rằng là nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Đúng không ạ? Đó, được chưa nào? Thì đấy là chúng ta nói về tác giả Xuân Quỳnh với những cái thông tin liên quan tới cuộc đời của Xuân Quỳnh nhá. Có lẽ một trong những cái điều mà các bạn cũng rất là thắc mắc và cũng mong muốn được chị Hiên chia sẻ. Cái này chị chỉ chia sẻ thôi chứ chị sẽ không ghi ra ở đây nhá. Được không ạ? Chị sẽ chia sẻ thôi chứ chị sẽ không ghi ra ở đây nhá. Bởi vì chị nghĩ rằng là các bạn hoàn toàn có thể chủ động gì ạ? Tìm hiểu, và đây là những cái thông tin để chia sẻ thêm cùng với các em để các bạn có thể biết được thôi. Được chưa ạ? Ok chưa nào? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là một trong những cái câu chuyện tình yêu mà giới văn nghệ sĩ trong bất cứ thời điểm nào cũng đều nhắc đến, đó là câu chuyện tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Xuân Quỳnh trước đó đã trải qua một cuộc hôn nhân đầu tiên với một người nghệ sĩ tên là Tuấn, cũng làm việc ở trong Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương. Thế nhưng mà sau này thì cả hai người không có cảm nhận được cái sự hòa hợp trong nhau. Nên là thành ra là Xuân Quỳnh đã chia tay cái cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Tức là bản thân Xuân Quỳnh cũng đã trải qua cái đổ vỡ hôn nhân. Lưu Quang Vũ cũng thế. Được không ạ? Lưu Quang Vũ cũng thế. Lưu Quang Vũ cũng đã trải qua một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Khánh Ly. Được không nào? Và chúng ta có thể thấy rằng là để đúc rút lại cái cuộc hôn nhân của mình thì cựu Lưu Quang Vũ có nói rằng là thứ em cần thì anh không có, mà thứ anh có thì em lại không cần. Và thế là cả hai người cũng không thể tìm ra được cái sự đồng điệu trong nhau. À chị xin lỗi nhá, không phải là Khánh Ly mà là Tố Uyên ạ. Chị rất xin lỗi các bạn, không phải là Khánh Ly nhá, mà là diễn viên Tố Uyên. Thế thì sau này á, chúng ta có thể thấy rằng là khi mà cả Xuân Quỳnh và cả Lưu Quang Vũ đều gọi là gì ạ? Đều đổ vỡ trong cái cuộc hôn nhân của mình, thì cả hai người đã đến với nhau mặc cho sự ngăn cản đến từ phía gia đình. Mặc cho sự ngăn cản đến từ phía gia đình. Bởi vì sao? Bởi vì Xuân Quỳnh hơn tuổi Lưu Quang Vũ. Và cả hai người thì đều đều đã trải qua một lần đổ vỡ rồi. Vậy nên khi mà Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đến với nhau á, thì dường không không có nhận được không có nhận được cái sự đồng cảm, không có nhận được cái sự gọi là gì ạ? Gọi là tán đồng từ mọi người đâu, và đặc biệt là gia đình Lưu Quang Vũ thì phản đối cực kỳ gay gắt luôn, cực kỳ gay gắt. Thế nhưng mà cả hai người đã dũng cảm để bước qua tất cả những cái sự cản trở đó và đến bên nhau. Để rồi các em có biết không? Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ chỉ sống với nhau trong một căn nhà có vỏn vẹn 8 mét vuông ở phố Huế. Trong một bài thơ mà Lưu Quang Vũ đã từng viết rằng là gì ạ? Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ em của tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Được không ạ? Chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình thôi ạ. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là gì? Đó lại là cái nơi mà nhen lên biết bao nhiêu tình yêu của Xuân Quỳnh và của Lưu Quang Vũ. Để rồi nơi đó là nơi có anh, có em, có con anh, con em và con của chúng ta. Bé Mí ra đời là trái ngọt tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. À, ngày mang bầu, Xuân Quỳnh rất mong mỏi là có thể đẻ được một cô con gái. Bởi vì con riêng của anh cũng là con trai rồi, con riêng của em cũng là con trai rồi. Em rất mong muốn có thể sinh được một cô con gái và em sẽ đặt tên cho con của chúng ta là Quỳnh Thơ, có nghĩa là thơ của Quỳnh. Em đã nghĩ như thế, em đã mong như thế, và tất cả những cái đồ mà em mua sắm để chuẩn bị cho sự ra đời của một thiên thần nhỏ cũng là gì ạ? Cũng là những cái đồ màu hồng để dành cho một cô con gái. Thế nhưng mà cuối cùng thì Xuân Quỳnh lại đẻ được một cậu con trai ạ.
Nhưng mà các em phải hiểu rằng trộm vía các bạn nhìn thấy hình ảnh bé Mí á. Chị sẽ cho các bạn xem hình ảnh của gia đình Xuân Quỳnh nhá. Đây ạ. Các bạn sẽ nhìn này. Một số những cái hình ảnh ở đây. Đây, Xuân Quỳnh nhá. Sinh năm 1942 này. Đó, gia đình của Xuân Quỳnh nhìn thấy Mí ở giữa chưa? Và các bạn nhìn 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 con riêng của Lưu Quang Vũ có quen không ạ? Đó chính là anh Lưu Minh Vũ mà dẫn chương trình Hãy Chọn Gia Đúng ngày xưa. Cái anh mà hơi béo béo một chút đó. Đây các bạn có nhìn thấy đây không? Đó, đến lúc hạ sinh thì lại là một cậu con trai nhưng vẫn đặt tên là Quỳnh Thơ. Và Quỳnh Thơ thực sự là một cái gì ạ? Là một cái kết tinh của tình yêu để chúng ta thấy có một cậu bé rất là tài năng, rất là đáng yêu, bộc lộ cái tài năng vẽ tranh của mình ngay từ khi còn nhỏ. Cực kỳ đáng yêu ạ. Cực kỳ đáng yêu. Kết tinh tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đấy ạ. Và đây chính là Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đấy ạ. À, con anh, con em, con của chúng ta và rất nhiều người họ hàng của chúng ta nữa cùng nhau sống trong một căn nhà chỉ vỏn vẹn có mấy mét vuông ở phố Huế. Để rồi Lưu Quang Vũ viết là gì ạ? Trong một cái không gian nhỏ bé như thế thì anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi. Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió, bên cửa sổ của gian phòng nhỏ, mắt em xanh thăm thẳm những chân trời. Và các bạn có biết không? Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đến với nhau từ khi cả hai chẳng có gì cả. Và đến khi Lưu Quang Vũ vụt sáng trở thành một nhà viết kịch nổi tiếng nhất trong những năm 80 của thế kỷ 20 lúc bấy giờ. Và để rồi chúng ta có thể thấy rằng Xuân Quỳnh từ ngày lấy Lưu Quang Vũ cũng sáng tác được rất nhiều bài thơ hay, làm báo giỏi và cực kỳ gì ạ, chăm nom tốt cho những đứa con của mình và cho gia đình nội ngoại hai bên. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy được một cái cuộc sống rất là bình dị, rất là đời thường của Xuân Quỳnh và của Lưu Quang Vũ. Hai người đã sống với nhau bằng một cái tình yêu mà lúc nào cũng dường như yêu nhau, yêu nhiều đến cái mức mà chị ạ, chỉ cần xa thôi là đã nhớ bao nhiêu lời mong muốn được tỏ bày. Và chắc hẳn rằng các bạn cũng đã từng được đọc, đúng không ạ? Các bạn cũng đã từng được đọc những cái lá thư mà Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ hay Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh với những cái câu như là Quỳnh thương yêu, như là Vũ của em, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là ở đó là những cái tình yêu chất chứa và đối với bản thân của chị nhé. Thì chị cảm thấy rằng là có một cái câu mà Lưu Quang Vũ đã dành cho Xuân Quỳnh, chị cảm thấy là lúc nào cũng thế, trong bất cứ thời điểm nào mà chị cũng rất là xúc động bởi vì cái câu nói đó. Được không ạ? Đó là gì ạ? À, em sẽ luôn, anh sẽ luôn yêu thương em hơn cả những ngày qua cộng lại. Được không ạ? Hay là có những cái thời điểm mà bản thân Xuân Quỳnh cảm thấy rằng là gì ạ? Cảm thấy rằng là em không xứng với anh, không phải là vì tình yêu mà là vì trí tuệ. Đúng không ạ? Thế nhưng mà có đôi khi là em nghĩ là hay là em bỏ anh đi, đúng không ạ? Để em bớt đi cái cảm giác là không còn xứng đáng với anh. Thế nhưng bây giờ em đã gì ạ? Em đã để cuộc đời anh với cuộc đời em trở thành một rồi thì cắt đi làm sao nổi. Có nghĩa là với những cái lời yêu thương như là nhớ giữ gìn sức khỏe và tình yêu của anh cho em và các con, đừng ở lâu Sài Gòn, em và các con mong anh lắm, em đây. Các bạn ơi, nếu như mà có thời gian thì các bạn có thể tìm đọc những cái lá thư của Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ và Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh trong những ngày tháng xa nhau nhé. Đó là lý do vì sao mà Lưu Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đã thực sự trở thành tượng đài của tình yêu trong giới văn nghệ sĩ các bạn ạ. Chị vẫn còn nhớ trong một buổi tọa đàm thì nghệ sĩ Minh Vượng là một người em rất thân của Lưu Quang Vũ đã từng nói, đã từng kể lại cái câu chuyện rằng là anh Vũ thì anh ấy hay gọi tôi ra bờ hồ, hai anh em ngồi uống trà đá và tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề. Anh Vũ lúc nào cũng thế, luôn luôn nói rằng là vô cùng biết ơn chị Quỳnh. Bởi vì nhờ có Quỳnh mà anh Vũ mới được như ngày hôm nay.
Và trong những cái buổi diễn tập ấy, thì bao giờ Xuân Quỳnh cũng sẽ đi cùng với Lưu Quang Vũ, cầm theo một cuốn sổ và một cái bút nhỏ tỉ mỉ ghi lại những điều mà đạo diễn góp ý, để sau đó cả hai người về sẽ cùng gì ạ? Cùng thảo luận lại với nhau để xem là viết ở chỗ này sửa như thế nào cho nó đúng, cho nó hay, theo đúng cái yêu cầu để làm mọi thứ nó tốt nhất. Và giữa một cái gian nhà nhỏ như thế, chúng ta, một cái căn nhà chỉ có một chiếc bàn rất nhỏ, thì bao giờ cũng vậy, Lưu Quang Vũ ngồi ở trên bàn, khi thì Xuân Quỳnh ngồi ở trên bàn làm thơ, khi thì Lưu Quang Vũ ngồi ở trên bàn viết kịch, sau đó một người còn lại thì sẽ ngồi ở dưới sàn, sau đó thì kê giấy lên đùi, sau đó tiếp tục sáng tác. Đó là một cái không gian của tình yêu, một cái không gian mà chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Không gian, khoảng không gian của anh và em. Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác, anh không thể giấu em một nghĩ lo nào được. Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui. Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi. Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió, bên cửa sổ của gian phòng nhỏ, mắt em xanh thăm thẳm những chân trời. Được không ạ? Có rất là nhiều điều mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Có rất nhiều điều chị muốn chia sẻ với các bạn về tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, về những ao ước đời thường của Quỳnh khi yêu Vũ, lấy Vũ, hay kể cả bản thân của Lưu Quang Vũ dành tình cảm lớn lao cho Xuân Quỳnh đến đâu. Thế nhưng các em ơi, vào cái thời điểm mà bản thân Lưu Quang Vũ đang đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, và bản thân Xuân Quỳnh cũng đang rất hạnh phúc với gia đình của mình, thì đó lại là một cái thời điểm mà sóng gió đã ập tới các bạn ạ. Và chúng ta có vào năm 1988, vào năm 1988 ạ, chuyến xe định mệnh đã cướp đi sinh mệnh của Xuân Quỳnh, của Lưu Quang Vũ và bé mí Lưu Quỳnh Thơ. Được không ạ? Và không biết là các bạn đã nghe tới cái câu chuyện đó hay chưa? Không biết là các bạn đã nghe tới cái câu chuyện đó hay chưa ạ? Và đó là một cái gì ạ? Đó là một cái câu chuyện, một cái kết thúc mà chúng ta có thể thấy rằng là không ai có thể tưởng tượng được ra cái kết thúc đó cho một cái mối tình đẹp như vậy của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ ạ. Được không nào? Và cái câu chuyện được kể lại á, đúng rồi, rất chính xác. Câu chuyện được kể lại đó chính là gì ạ? Đó chính là Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh thì có một cái chuyến đi đến Hải Phòng cùng với gia đình của họa sĩ Doãn Châu, là một cái người bạn rất thân với Lưu Quang Vũ. Cả hai người đã xuống xuống Hải Phòng, xuống để làm việc cùng với đoàn kịch Hải Phòng. Đúng không ạ? Thế thì lúc bấy giờ thì trên cái chuyến xe mà về á, trong cái buổi tối hôm đấy, sau này trong một buổi tọa đàm thì họa sĩ Doãn Châu có kể lại rằng là không hiểu vì sao mà buổi tối hôm đó chúng tôi ngồi ở bờ biển, anh Vũ anh ấy đã nói với tôi biết bao nhiêu điều. Anh ấy dường như nhìn lại cuộc đời và anh ấy nói rằng là cuộc đời này có nhiều cái khổ, đúng không ạ? Thế nhưng mà gì ạ? Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã có được những cái điều rất là tốt đẹp. Và sau này thì họa sĩ Doãn Châu mới biết rằng là buổi tối hôm đó thì Xuân Quỳnh cũng có ngồi cùng với vợ của họa sĩ Doãn Châu và cũng dường như đang nhìn lại cả cái cuộc đời của mình vừa đi qua. Và buổi sáng hôm sau thì hai đứa trẻ là con của họa sĩ Doãn Châu và con của Lưu Quang Vũ còn gì ạ? Bé Mí á, còn trang trí cho chiếc xe trên đường quay trở về cơ mà. Được không nào? Cha lấy những cái bó hoa để trang trí cho cái chiếc xe đó cơ mà. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Cái vụ tai nạn đó đã diễn ra khi mà đi qua Hải Dương. Được không nào? Khi mà đi qua Hải Dương thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Lúc bấy giờ thì chiếc xe, vì tránh một chiếc xe đạp thì bị mất lái. Và lúc đó gọi là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện được kể lại là gì ạ? Là bị mất lái, thế sau đấy thì lao xuống, lao xuống thì bắt đầu là lúc bấy giờ là tức là mọi người đều đều đều
rất là hốt hoảng khi mà cái chuyện đó xảy ra, xe phía trước phanh gấp và xe này thúc vào đuôi xe, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là cả gia đình của Lưu Quang Vũ thì bật ra khỏi xe, và gia đình của họa sĩ Doãn Châu thì không sao cả, được không nào? Và tình huống ấy thì lúc bấy giờ thì bắt đầu họa sĩ Doãn Châu mới nhảy xuống, được không ạ? Và lúc bấy giờ thì câu chuyện được kể lại là Lưu Quang Vũ có nói được một câu nữa, đó là thằng thơ có sao không. Và đến khi mà đưa vào bệnh viện thì cả ba người đã đều không qua khỏi ạ. Các bạn phải biết rằng đó là một cái thời điểm Lưu Quang Vũ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Xuân Quỳnh cũng đang rất hạnh phúc, sáng tác được rất nhiều bài thơ hay. Và đặc biệt Quỳnh thơ với một cái sự bộc lộ về tài năng gì ạ? Về bộc lộ về cái tài năng cầm bút, cầm cọ để vẽ được những cái bức tranh rất là đẹp và một cái ánh mắt cực kỳ trong trẻo. Thế thì lúc bấy giờ chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là có thể thấy là đó là một cái sự ra đi cực kỳ đột ngột. Một cái sự ra đi cực kỳ đột ngột của cả gia đình Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và Lưu Quỳnh Thơ. Và chúng ta có thể thấy được là gì ạ? À, chúng ta có thể thấy được là dường như là đã có một cái dự cảm trước chăng, mà Lưu Quang Vũ đã từng viết trong những vần thơ của mình rằng là à, phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay, ta đã trải qua những ngày vui sướng nhất, đã uống cả men nồng và rượu chát, đã đi qua cùng tận của con đường. Được không ạ? Và các em có biết không? Có một cái tác phẩm kịch mà Lưu Quang Vũ đã viết, đó là một cái tác phẩm kịch mang tên gọi là Điều Không Thể Mất. Và có lẽ là cũng chính bởi cái điều đó mà chúng ta thấy rằng cả Xuân Quỳnh và cả Lưu Quang Vũ, cả hai người đã cùng hiện thực hóa được cái lời ước nguyện với nhau, đó là nắm tay nhau cùng đi đến cuối cuộc đời này. Bởi vì trong giây phút cuối cùng, người ta vẫn thấy tay của Xuân Quỳnh nằm trong bàn tay của Lưu Quang Vũ. Và đó thực sự là một cái biểu tượng tình yêu vô cùng tươi đẹp, đúng không ạ? Một cái tình yêu mà để cho chúng ta cần phải đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là chúng ta biết được về tình yêu của Xuân Quỳnh, của Lưu Quang Vũ. Chúng ta thấy thêm càng thêm quý trọng tình yêu của chính mình đang có ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta mong muốn có thể tìm thấy được một tình yêu như thế, đúng không ạ? Tất cả những cái điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời này đều chia sẻ với nhau, đều san sẻ với nhau, bắt đầu cùng với nhau từ khi cả hai chẳng có gì cả, động viên nhau, cổ vũ nhau, khích lệ nhau. Và trái ngọt của tình yêu, tất cả những điều đó, đúng không ạ? Tất cả những cái điều đó. Và chúng chị cũng tin rằng có thể là cái chuyến xe đó đã cướp đi vĩnh viễn, đúng không ạ? Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ và Lưu Quỳnh Thơ. Thế nhưng mà hình ảnh của họ sẽ còn sống mãi trong trái tim của những người yêu kịch, yêu thơ và đặc biệt là những người luôn luôn tin vào sức mạnh diệu kỳ của tình yêu. Các bạn ạ, và đó là câu chuyện mà chị muốn chia sẻ. Đương nhiên là chị cũng còn muốn chia sẻ nhiều lắm, thế nhưng mà có lẽ là chúng mình sẽ chỉ dừng ở đó thôi nhá. Và chị mong rằng là cái sự khơi gợi của chị cũng đã giúp cho các bạn có thể gì ạ? Tìm hiểu thêm về cái câu chuyện này, câu chuyện tình của Xuân Quỳnh và của Lưu Quang Vũ. Các bạn nhá. Ok chưa nào? Đấy là nói về cuộc đời của Xuân Quỳnh. Được chưa ạ? Đây ạ, cuộc đời của Xuân Quỳnh. Đó. Gia nhập Đoàn Văn Công Nhân dân Trung ương năm 1955 này. Từ 1962 đến 1964 thì học ở trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ này. Được không ạ? Khóa 1. Đến năm 1967 thì là hội viên ủy viên, được chưa ạ? Sau đó năm 1973 thì kết hôn với Lưu Quang Vũ. Và đến năm 1988 thì vụ tai nạn đó đã xảy ra. Đến năm 2001 thì được nhận giải truy tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đó là về những thông tin liên quan tới cuộc đời của Xuân Quỳnh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có ở đây
Được không ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng cái đề tài mà Xuân Quỳnh thường viết ấy, đó là thơ viết cho thiếu nhi, thơ viết về đề tài tình yêu, viết về gia đình. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Đó, Xuân Quỳnh. Giọng thơ nè. Nói về giọng thơ của Xuân Quỳnh thì sao? À, chúng ta sẽ thấy giọng thơ của Xuân Quỳnh tươi tắn, hồn nhiên, nồng nhiệt, chân thành và cũng chất chứa trong đó là những trăn trở, âu lo. Ok chưa ạ? Chất chứa trong đó là những trăn trở, âu lo các bạn nhé. Đó là về giọng thơ của Xuân Quỳnh này, thể hiện một cái tình yêu mãnh liệt, sôi nổi, chân thành. Đó là Xuân Quỳnh, được không ạ? Và các bạn ơi, nếu như nhắc về hồn thơ của Xuân Quỳnh thì các bạn sẽ thấy rằng đó là một hồn thơ vô cùng đằm thắm. Cái đằm thắm ở đây là nữ tính, là cái sự nữ tính, là cái sự hồn nhiên, là cái sự tươi tắn. Và bên cạnh đó là còn bày tỏ những cái khát vọng, đó là khát vọng tình yêu và khát vọng hạnh phúc đời thường. Bên cạnh đó thì cũng bộc lộ những cái trăn trở, lo âu về tình yêu của mình, lo âu về số phận. Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một số những cái đặc điểm như vậy về thơ của Xuân Quỳnh nhé. Ở đây chúng ta có một cái đoạn thơ rất, trong một cái bài thơ rất nổi tiếng của Xuân Quỳnh ạ. Đó là bài thơ mang tựa đề Hoa cỏ may. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em vô sơ ý cỏ găm đầy, lời yêu mỏng manh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Bao giờ cũng sẽ là những cái lo âu, trăn trở trong tình yêu ạ. Nói về những cái tác phẩm tiêu biểu của Xuân Quỳnh thì chúng ta có thể nhắc tới tập thơ Tơ tằm chổi biếc, Hoa dọc chiến hào, Gió Lào cát trắng, hay là Lời ru trên mặt đất, Sân ga chiều em đi, Tự hát. Với những bài thơ như Hoa cỏ may hay là gì ạ, tập thơ Xuân Quỳnh, được không ạ? Hát với con tàu, cây trong phố, chờ trăng. Đó, thế thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Đây là những cái tác phẩm tiêu biểu của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Ngoài ra chúng ta thấy rằng Xuân Quỳnh còn viết cả truyện thiếu nhi nữa, như là Bến tàu trong thành phố, Vẫn có ông trăng khác, chủ yếu là truyện viết cho thiếu nhi nhá. Ok chưa nào? Hay là Tuyển tập truyện thiếu nhi, Chú gấu trong vòng đu quay. Đó, chúng ta có thể thấy, bởi vì là gì ạ? Xuân Quỳnh là một người mẹ, đúng không? Xuân Quỳnh là một người mẹ, là một người vợ. Vậy nên là chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Bản thân Xuân Quỳnh lúc nào cũng muốn thể hiện tất cả những cái điều bình dị nhất ở trong những tiếng thơ của mình. Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Ok chưa nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đó, Xuân Quỳnh ngày xưa này. Thấy không ạ? Các bạn có thấy không ạ? Xuân Quỳnh ngày xưa đấy ạ, Xuân Quỳnh lúc trẻ đấy ạ. Lúc nào cũng quan niệm là thơ với cuộc sống. Đây ạ. Đây, đấy, Xuân Quỳnh này. Đó, ẩn đằng sau nụ cười là trái tim đa cảm mong manh, dễ tổn thương nhiều lo âu trong cuộc sống đời thường. Chỉ bạn bè, em biết và thơ, em đã viết những điều em sống. Tất cả đều là những gì chân thành nhất. Được không ạ? Đều là những gì chân thành nhất. Và Xuân Quỳnh và những người yêu thương của mình này, Xuân Quỳnh với bà ngoại, bà bên bà ngoại chỗ dựa tinh thần, được không ạ? À, anh biết tình yêu không phải vô biên như tia nắng chúng mình sống mãi. Lưu Quang Vũ đấy ạ, chồng đấy ạ, người yêu, đúng không ạ? Một cái người tri âm tri kỷ của Xuân Quỳnh đấy ạ, được chưa nào? Những người thương yêu của Xuân Quỳnh đây, được chưa nào? Đó, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Được chưa ạ? Cùng tình yêu ở lại. Bài thơ tình cuối mùa thu. Được chưa nào? Và đây ạ, vợ chồng Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh và hai con trai Lưu Minh Vũ và Lưu Quỳnh Thơ. Đó, Lưu Minh Vũ chính là con riêng nhá. Được không nào? Xuân Quỳnh và Hạnh và giây phút hạnh phúc bên con trai Lưu Tuấn Anh, con trai đầu. Đó, được không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là hình ảnh của Xuân Quỳnh sẽ sống mãi trong trái tim của những người ở lại. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn là một người bạn cùng thời với Xuân Quỳnh đã viết. Đó, các em có thể thấy. Cơn mưa xót lòng cũng của người ta, cỏ mặt trời lặn, được không ạ? Hay là tiến sĩ Chu Văn Sơn.
Được không nào? Nếu mỗi thi sĩ đích thực bao giờ cũng có một điệu hồn riêng thì lo âu. Đó mới thực là điệu hồn của Xuân Quỳnh. Điệu hồn ấy, Xuân Quỳnh đã phổ trọn vẹn vào những tiếng thơ xa xiết nhất của mình. Nó là phần tinh chất nhất trong giọng điệu thơ Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh trong sáng, cái trong sáng được chắt lọc qua nhiều nỗi đau. Đó, thì các bạn có thể thấy là ở đây cũng chính là những cái phần mở rộng thêm nhá, mở rộng thêm để các bạn có thể nắm được. Thì đấy là toàn bộ những gì thông tin về Xuân Quỳnh. Các em ơi, chốt nhá, các bạn đã nắm được chưa ạ? Các em đã nắm được chưa nào? Đây là về cuộc đời này. Các bạn nắm được chưa nào? Các em đã nắm được chưa ạ? Đây là về sự nghiệp sáng tác. Thì trong sự nghiệp sáng tác là có đề tài, là thơ viết cho thiếu nhi, gia đình, tình yêu. Được không ạ? Giọng thơ của Xuân Quỳnh thì gần gũi, giản dị, chân thành, dịu dàng, đôn hậu. Được không ạ? Nồng nhiệt nhưng cũng chất chứa những trăn trở, âu lo. Ok chưa ạ? Tiếp theo là gì ạ? Phong cách nghệ thuật. Phong cách nghệ thuật. Phong cách nghệ thuật thì đôi khi bất tuân theo những quy luật nghề thơ. Đối với Xuân Quỳnh thì điều quan trọng nhất là được diễn tả những cảm xúc trong trái tim của mình. Đó là điều quan trọng nhất. Được không nào? Đó là điều quan trọng nhất các bạn nhá. Ok chưa nào? Đó, thế thì ở đây chúng ta có những cái nội dung chính là như vậy các bạn nhá. Với cái nội dung chính là như vậy về tác giả Xuân Quỳnh. Được chưa nào? Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần hai La Mã. Phần đây ạ, chúng ta cùng nhau chuyển chữ, xin lỗi, phần hai nhỏ tác phẩm. Được chưa nào? Nhắc tới tác phẩm thì cái gì là cái quan trọng nhất nhỉ các bạn? À, nhắc tới tác phẩm thì cái quan trọng nhất mà chúng mình sẽ để ý đến đó là gì ạ? Đó là hoàn cảnh sáng tác. Đúng chưa? Hoàn cảnh sáng tác. Nào các bạn có nhớ là bài thơ này được sáng tác năm bao nhiêu không ạ? Phần này, phần những cái phần video buổi học này chị Hiên sẽ để lại. Vậy nên là các bạn cứ yên tâm nhé, chị sẽ để lại ạ. Vậy nên các em cứ yên tâm. Bây giờ chị đang muốn hỏi là các bạn có còn nhớ là bài thơ này được viết năm bao nhiêu không ạ? Năm nay mà lại vào sóng tiếp thì các bạn nhất định phải làm thật tốt nhé. Chính xác. Bài thơ này được sáng tác vào năm 1967 và cụ thể là một ngày cuối năm năm 1967. Được không ạ? Trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Nhớ nhá, trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Khi ấy Xuân Quỳnh bao nhiêu tuổi? Khi ấy Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25. Các em ơi, lúc này là vẫn đang trong cuộc hôn nhân đầu tiên nhá. Và chưa có lấy Lưu Quang Vũ đâu nha các bạn nhá. Được không ạ? Khi ấy Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, bởi vì năm đến tận năm 73 thì Xuân Quỳnh mới mới lấy Lưu Quang Vũ mà. Chú ý giúp chị là như vậy, được không ạ? Thế nhưng đây cũng là cái độ tuổi mà Xuân Quỳnh đã gì ạ? Đã trải qua những cái cảm xúc đầu tiên trong tình yêu của mình. Và bài thơ này thì được in trong tập thơ Hoa Dọc Chiến Hào, xuất bản năm 1968, được coi là đóa hoa thơm hái dọc chiến hào. Chúng ta có thể thấy rằng là những năm 1958 là những năm như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Những năm 1958 là gì ạ? Là những cái năm như thế nào? Đó là những cái năm tháng mà dân tộc ta đang bước vào cái cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai vô cùng ác liệt. Đó là thời điểm thanh niên trai gái ào ào ra trận. Vậy nên chúng ta có thể thấy rằng đặt bài thơ trong hoàn cảnh đó thì chúng ta mới thấy được cái nỗi khao khát của người con gái trong tình yêu. Đồng thời, đây là cũng là một cái minh chứng cho sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ các bạn nhá. Nhớ một chút về cái thời kỳ này giúp cho chị. Các em ơi, các em có nhớ về phân kỳ lịch sử văn học không? Chúng mình có nhớ về phân kỳ lịch sử văn học không ạ? Các bạn có nhớ về phân kỳ lịch sử văn học không?
Các em có nhớ phân kỳ lịch sử văn học là như thế nào không? Chúng ta có một cái biểu đồ ấy, lấy những cái mốc này, ví dụ năm 1945 này. Đúng không? Các bạn có nhớ không ạ? Các bạn có nhớ phân kỳ lịch sử văn học không ạ? Trước tiên là năm 1945 này, sau đó là năm 1954 này. Các em có nhớ không? À, 1945, sau đó là 1954 này. Đó, thì phân kỳ lịch sử trong văn học để chúng ta nắm được cái gì? À, sau đó là năm 75 này, để chúng ta nhớ được cái gì? Để chúng ta biết được là ví dụ nhá, chúng ta đặt ra là cái tác phẩm đó thuộc cái thời kỳ nào thì chúng ta sẽ biết được là nó ra đời trong cái hoàn cảnh như thế nào. Đây là một cái khá là then chốt mà các bạn nên nắm được. Thì ví dụ nhá, cái giai đoạn trước năm 1945 này này là cái giai đoạn trước cách mạng. Nha, trước năm 1945 đây là giai đoạn trước cách mạng. Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ nhớ tới trong chương trình ngữ văn lớp 11 là chúng ta được học rất nhiều tác phẩm trước 45. Chẳng hạn ví dụ như là một cái chùm thơ Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử này, hay là Tràng Giang của Huy Cận này, hay là Vội vàng của Xuân Diệu này, thì các bạn có biết là nó thuộc cái phong trào thơ nào không ạ? Các em có biết nó thuộc phong trào thơ nào không? À, nhà phê bình văn học Hoài Thanh thì đã từng viết là gì ạ? Đời chúng ta nằm trong bề chữ tôi, mất bề rộng ta đi tìm bề sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng thế lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng cùng Hàn Mặc Tử chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã kép tình yêu không bền, điên cuồng rồi lại tình say đắm vẫn bơ vơ, ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Chính xác, phong trào thơ mới diễn ra từ năm 1932 cho đến năm 1945. Đó, hồi lớp 11 chúng ta học rất nhiều các tác phẩm ở trong giai đoạn này. Ok chưa nào? Rất chính xác, bao gồm những cái truyện ngắn nữa đây ạ, nhất trí nhá. Sau đó, từ năm 45 đến năm 54 là gì? Là kháng chiến chống Pháp. Đúng không? Chính xác chứ. Quá trình lịch sử ảnh hưởng sâu sắc tới hình thành văn học chắc chắn là như vậy. Bởi vì các em phải hiểu rằng tất cả mọi lĩnh vực của đời sống đều ảnh hưởng lẫn nhau. Em phải hiểu là như thế nhá. Và từ năm 1954 đến 45 đến 54 là chống Pháp. Từ 54 đến 75 là chống Mỹ. Từ 75 về tiếp về sau đó là cái thời kỳ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thống nhất hai miền Nam Bắc đấy ạ. Đúng không ạ? Thế thì các hòa bình đấy ạ, được chưa nào? Thế thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Ở trong những cái tác phẩm mà chúng mình được học ấy, trong chương trình ngữ văn lớp 12 nhá, thì chúng mình sẽ học chủ yếu là thơ ca kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cộng thêm với một số những cái tác phẩm được viết trong cái thời kỳ xây dựng cuộc sống mới, đó là từ giai đoạn đã thống nhất hai miền Nam Bắc, đó là từ năm 75 hất về sau đến sau này. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là bài thơ này ra đời vào năm 1967. Vậy thì nó sẽ thuộc gì? Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đúng không ạ? Sẽ thuộc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đúng không? Thế nên chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Đấy là cái thời điểm mà như chị nói là thanh niên trai gái ào ào ra trận. Thế nên đặt cái bài thơ trong hoàn cảnh này, chúng ta thấy rõ được cái nỗi khao khát tình yêu của người con gái. Và bên cạnh đấy chúng ta cũng thấy rằng là gì ạ? Mặc dù đó là những cái năm tháng chiến tranh, những cái năm tháng chiến tranh ác liệt, thế nhưng rõ ràng là những người trẻ, đúng không ạ? Rõ ràng là những người trẻ, những người gì ạ? Những tuổi trẻ Việt Nam, những gì ạ? Tuổi trẻ Việt Nam vẫn vẫn gì ạ? Vẫn có trong mình cái khao khát được yêu thương. Vậy thì đó chính là một trong những cái minh chứng cho sức sống bất diệt của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ các bạn nhé. Hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Thì đấy là hoàn cảnh ra đời của bài thơ Sóng nha. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có này, đó là gì đây ạ? Đó là thể thơ. Thể thơ gì nhở các bạn nhở? À, thể thơ năm chữ ngũ ngôn ngắt nhịp linh hoạt. Đúng không ạ? Và trong bài thơ này thì chúng ta thấy sự xuất hiện của hai hình tượng, đó là hình tượng sóng và em. Được chưa ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái âm hưởng của bài thơ này, đó là bài thơ mang âm hưởng của những con sóng ngoài đại dương. Đúng không ạ? Âm hưởng như những con sóng dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bề.
Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương trăm ngàn, con sóng đó con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Được không ạ? Các bạn ơi, ok chưa? Chốt về những cái thông tin liên quan tới tác giả tác phẩm nhá.